Ok, thì bây giờ mình sẽ vào trong cái preset này để mình xem, mình mở cho các bạn xem là những cái thuộc tính cài đặt của nó nhé. Rồi thì mình sẽ vào Lightroom nè. Rồi sau đó thì mình sẽ vào cái preset đó ở đây. Rồi mình sẽ vào trong từng cái thuộc tính của nó nha. Trong cái cấu hình của nó các bạn sẽ vào. Thì các bạn sẽ thấy là mình cài cái cấu hình là cổ điển 07 nha. Rồi trong phần ánh sáng thì các bạn sẽ thấy là độ phơi sáng là trừ 0,4 nè, độ tương phản trừ 20, vùng sáng trừ 60, còn cái vùng tối là cộng 76, màu trắng là trừ 36, màu đen là trừ 68. Đấy. Độ thị nè, còn cái độ thị ánh sáng nè, cái curve nè, đấy, các bạn sẽ thấy là màu xanh nè, đấy. Màu xanh lá cây, màu đỏ, rồi màu trắng ha, rồi quay lại hoàn tất. Rồi tiếp theo tới phần màu sắc nè, các bạn sẽ thấy là nhiệt độ của mình để cộng 100 nè, thấy không? Sắc thái thì giữ nguyên, độ đậm nhạt thì trừ 100, còn ấy, còn độ bão hòa là trừ 16, độ bão hòa là trừ 16 nha. Hiệu ứng họa tiết thì trừ 14, độ nét, độ rõ nét là cộng 18 nè, giảm mờ là cộng 52. Đấy, rồi à, trong cái phần này nữa, trong cái phần chỉnh này nè, thì các bạn sẽ thấy là mình để màu xanh mình kéo qua ha, cho nó ám cái màu xanh này, thấy không? Cái vùng tối á, cái vùng tối này các bạn thấy không, mình để ám màu xanh đấy. Còn các cái vùng sáng hay là vùng trung tính hay là vùng highlight thì mình để nguyên nha, mình để trung tâm nha. Rồi chi tiết nè, chi tiết thì mình để độ sắc nét cộng 4 nè đấy. Giảm nhiễu hạt 38. Quang học thì mình loại bỏ quang sai màu nha. Đấy. Rồi, ok, như vậy thôi. Ok, thì clip của mình đến đây là kết thúc rồi, và nó sẽ là một clip để mà khởi đầu cho chuỗi các cái clip về chia sẻ preset Lightroom ở trên điện thoại nhé. Và nếu mà các bạn thấy video này hữu ích thì hãy bấm like. Thứ nhất là để mình có động lực làm thêm cái clip khác hay hơn. Cái thứ hai là để mình biết là các bạn thực sự thích những cái video làm về chia sẻ preset Lightroom, để mình có cái dành thời gian để mình dành thời gian để làm thêm những clip chia sẻ về preset màu Lightroom nha. Và nếu các bạn chưa bấm đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh để đón xem những clip mới nhất của mình. Cảm ơn các bạn đã xem video này. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở video sau.